Và như vậy là trọng tài người Thái Lan Uyuat vừa nổi tiếng gọi hai cuộc. Pha chuyền bóng đổi cánh rất tốt của cầu thủ Curaçao. Cần phải cảnh giác với những pha nhồi từ hai cánh. Cầu thủ đã chuyền bóng từ cánh trái vào là Carolina. Carolina đang chơi bóng ở Hà Lan cho Den Bosch. Pha dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Curaçao trong trận chung kết và cú dứt điểm ban đầu là của Miguel Arias. Mỗi khi mất bóng. Cướp bóng. Cầu vương. Dứt điểm không được. Góc sút quá hẹp rồi. Pha bằng da của Victor Room cũng rất kinh nghiệm. Anh đã làm hẹp góc sút. Chúng ta xem lại sai lầm bất ngờ của cầu thủ Curaçao. Đó là sự khó khăn của hàng thủ Curaçao khi gặp phải cách đá pressing rất quả cảm của cầu thủ Việt Nam. Anh Tùng ạ, rõ ràng là tốc độ của Công Phượng, Văn Toàn và Quang Hải đã gây ra rất nhiều hoàn toàn phòng ngự. Công Phượng, Văn Toàn, bên kia là Công Phượng, đối mặt, rất tiếc là không kịp. Pha cản phá kịp thời của Martina. Cho đến lúc này thì chúng ta có thể khẳng định được là trong cách chơi của Curaçao có một sự chủ quan nhất định. Đã hơn một lần chúng ta thấy hàng phòng ngự của họ bộc lộ rất nhiều những khoảng trống, chuyền bóng mắc lỗi nhiều và đứng vị trí thì rất sai. Chỉ có điều là ở đoạn cuối của các pha tấn công, đội tuyển Việt Nam chưa có được đầy đủ sự sắc bén để có thể đánh bại được những hậu vệ cuối cùng của Curaçao mà thôi. Rõ ràng bóng đá của vùng Caribe luôn có sự tài tử. Pha xử lý rất kỹ thuật. Đó lại là Arias. Tầm cao 1m91 không phải là một sự trở ngại để Arias có thể xử lý mềm mại, khéo léo. Xoay sở đủ hay và có cú khứa lòng về phía góc xa. Bóng đi cao hơn chút ít so với khung thành của Đặng Văn Lâm. Rõ ràng là trong những phút đã qua, khi mà đối phương không theo Quang Hải thật nhiều thì số 19 của đội tuyển Việt Nam cần phải thêm nhiều hơn. Cú dứt điểm là của Văn Toàn. Vẫn là anh đang bên phải anh Tùng ạ. Chúng ta đang có những pha bóng rất hay ở cánh phải với sự mặt của Trọng Hoàng. Chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ra là cách theo người, cách tổ chức đeo bám của các cầu thủ Curaçao là rất sơ hở. Có rất nhiều đất để các cầu thủ áo đỏ có thể giữ bóng, triển khai lối chơi một cách mạch lạc. Và vừa rồi là một pha bóng rất sáng sủa của đội quân đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Và cướp bóng của Xuân Trường. Cú chạm bóng tiếp theo là của Quang Hải và bây giờ là Công Phượng. Đột phá. Dứt điểm. Đáng khen cho sự táo bạo của Công Phượng vì cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Trong một tình huống mà đồng đội không lên kịp, Công Phượng đã quyết định dứt điểm. Đến điểm này thì sau một quãng di chuyển, sức đã bị giảm và cú đá không được như ý. Trọng Hoàng đập nhá. Gôi! Minh Vương đá vọt xa. Dàn xếp rất đẹp. Đáng tiếc là cú chạm bóng cuối cùng của Minh Vương lại không có được đầy đủ sự chuẩn xác. Văn Toàn đã có pha kéo bóng rất hay, tạo ra đột biến và sau đó là pha trả ngược lên rất đúng tầm cho Minh Vương. Cơ hội quá đẹp, đáng tiếc là Minh Vương không có được cảm giác tốt nhất ở pha dứt điểm. Đức Huy, Trọng Hoàng, Công Phượng. Cú đá chìm đi trúng vị trí của thủ môn Victor Hùng. Lối chơi của Curaçao bên phần sân nhà của họ vẫn là thiếu chặt chẽ. Vẫn là cao thủ Curaçao. Và như vậy là lưới của Đặng Văn Lâm đã tung lên. Bàn thua có phần bất ngờ.
Một tình huống hệ thống phòng ngự đã chơi không tốt. Bóng đã đến chân của cầu thủ số 5 Carolina. Và anh đã có pha dứt điểm chính xác, hạ gục Đặng Văn Lâm. Một loạt những tình huống tranh chấp và phá bóng của đội tuyển Việt Nam là thiếu dứt khoát. Đối phương chuyển hướng nhanh và có tình huống dứt điểm của Carolina thực sự là hết sức quyết đoán. Cú đá lay má ngoài chân trái của Carolina là một thách thức khó đối với Đặng Văn Lâm. Nhưng đây là pha bóng và thủ môn của câu lạc bộ Mường Thông có vẻ như đã chọn vị trí cũng như chọn giải pháp tung người chưa thực sự hợp lý. Niềm vui bất ngờ của huấn luyện viên Valentino Vicentini. Hết sức nguy hiểm. Pha đón bóng không tốt. Suýt nữa tỷ số là 2-0. Rất may là chúng ta đã không phải trả giá sau sai lầm vừa rồi. Benchop, cầu thủ vào sân thay người đã tỏ ra rất nguy hiểm ở những phút vừa qua. Anh đã nhằm góc hiểm để sửa bóng. Quang Hải. Pha can thiệp là của Đức Huy. Cho đến lúc này của giải đấu thì phong độ của Quang Hải là không cao. Thêm một pha bóng thiếu chắc chắn của Quế Ngọc Hải. Không vào. Besop một lần nữa lại bỏ lỡ thời cơ. Thêm một tình huống mà trung vệ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đá thiếu chắc chắn. Và số 9 của Curaçao đã có một cơ hội nữa để tiếp cận với khung thành của Đặng Văn Lâm. Lần này là cú sửa lòng bằng chân trái. Và kết quả không khác mấy so với những gì mà Besop đã có ở tình huống trước. Bóng lại đi cao hơn so với khung thành của đội Việt Nam. Trọng Hoàng. Trần Văn Kiên. Bỏ bóng rất đẹp. Vào. Đức Huy. Rất xứng đáng. Đúng là dưới thời của Park Hang-seo, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã trưởng thành rất nhiều. Họ đĩnh đạc. Họ không hề bị vỡ thế trận. Và pha bóng này đã nói lên rất nhiều điều. Cái nhấc chân của Quang Hải đã mở toang cánh cổng vào khung thành đối phương dành cho Đức Huy. Pha ghi bàn có sự có mặt của hậu vệ biên phải vào sân thay người Văn Kiên. Ở một thời điểm căng thẳng bị dẫn bàn, chúng ta vẫn có thể rất mềm mại và bình tĩnh. Có những pha bóng đẹp mắt và cuối cùng điều gì phải đến đã đến. Tỷ số là 1-1. Anh Huy có nhớ bàn thắng của Ronaldo béo ở World Cup 2002 không? Cú nhấc chân của Rivaldo và vừa rồi là cú nhấc chân của Quang Hải và pha tiếp cận của Huy thì cũng rất gọn gàng như những gì mà chúng ta thấy. Đã là phút bù giờ thứ 5. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Hà Nội bước vào loạt đá luân lưu. Đội Việt Nam sẽ là những người đá trước trong loạt đá luân lưu. Người mở đầu cho đội bóng đỏ là tiền đạo Anh Đức. Anh Đức sẽ đối mặt với Victor Rum. Anh Đức, người ghi bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam ở King's Cup 2019. Anh Đức đến bây giờ đã có 12 bàn thắng trong bóng đội tuyển Việt Nam. Anh Đức đá chìm và chính xác. Tỷ số phạt đền là 1-0 cho Việt Nam. Cú đá rất chắc chắn của anh Đức. Mặc dù đối phương, thủ môn đối phương đã đoán đúng hướng, nhưng cú đá rất ổn định của anh Đức bằng Bùi Chính Diện đã khiến cho lưới bị rung lên. Và bây giờ là tình huống đối mặt với Đặng Văn Lâm thêm một lần nữa. Benchop đã thành công với cách đá giống như anh Đức. Bóng đi ở tầm thấp sang phía bên trái của thủ môn. Pha thực hiện tự tin chính xác của Benchop. Cầu thủ đang chơi bóng ở Hà Lan cho De Graafschap.
Công Phượng đã không chính xác ở quả đá của mình. Trong trận đấu thì Công Phượng đã có một pha đá phạt đưa bóng đi rất bổng, và lần này thì bóng cũng đi quá bổng so với cầu môn. Hết sức đáng tiếc. Tỷ số phạt đền vẫn là 1-1. Quả đá của Anson Hoi. Hoi đã thực hiện chính xác quả đá của mình. Tỷ số phạt đền tạm thời là 2-1 nghiêng về Curaçao. Những bước đà mềm mại và rất tự tin của Anson Hoi. Cầu thủ chỉ cao 1m69. Một lần nữa trong trận đấu này, Curaçao lại là đội vượt lên dẫn trước. Quả đá thứ 3 của đội Việt Nam thuộc về Trọng Hoàng. Cú đá chính xác của Trọng Hoàng. Tỷ số của loạt đá đối lưu được cân bằng, nhưng đội Việt Nam đã đá trước một lượt. Trọng Hoàng đã lừa được thủ môn Victor Rum, thủ môn đang thi đấu ở Hà Lan cho câu lạc bộ Eindhoven. Đây là giải đấu mà Trọng Hoàng đã chơi rất tốt. Cú đá quá tốt của cầu thủ đối phương. Và lầm đoán đúng hướng, nhưng pha dứt điểm của số 3 bên phía Curaçao là Martina đi quá khó. Người thực hiện là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Phong cách quen thuộc của Quế Ngọc Hải. Tỷ số phạt đền được san bằng 3-3. Một kiểu nhảy chân sáo mà chúng ta cũng đã từng thấy ở cầu thủ Jorginho trong áo Chelsea và một số người khác. Các ngôi sao không hiếm lần hỏng luân lưu. Và bây giờ là Bacuna, ngôi sao sáng nhất của Curaçao, nhưng Bacuna đã thành công. Đá vào phía ngược lại hướng di chuyển của Đặng Văn Lâm. Cầu thủ Curaçao với trình độ của mình đã thực hiện phạt đền rất tốt. Rất gọn ghẽ. Cú sửa lòng kỹ thuật của Đặng Văn Hậu đã đánh lừa được thủ môn Victor Rum. Pha thực hiện tự tin và hiểm hóc của Đặng Văn Hậu, bóng đi sát cột dọc. Hy vọng còn lại của đội tuyển Việt Nam trông cả vào Đặng Văn Lâm. Maria cũng đã thành công với quả đá của mình. Như vậy là cả năm quả đá của Curaçao đều thành công. Thêm một trải nghiệm thú vị dành cho cầu thủ Việt Nam. Chúng ta đã có 2 trận đấu.